tư nghiện cạo trắng tờ. Đây cắt cho xanh xanh một chút thôi. Bây giờ vẫn trắng nhưng mà đè lên một chút thì nó đỡ đấy. Trắng tinh thì cũng được thôi nhưng mà nó hơi hay bị thành khúc ấy. Cắt cả này. Đỡ một chút. Cái tao này nó dài phết rồi này. Mới cắt được nửa tháng chứ mấy giờ đây. Chưa. Chưa tháng này. Chưa. Lần này mới được 7 8 ngày ấy nhỉ. 8 ngày chưa. Thế thôi. Thế mà nhanh phết đi. Thế hôm bao nhiêu nhỉ? Ưng nhất kiểu hôm nay kiểu này mà hôm anh cắt này. Kiểu này cắt từ bao giờ? Mới 12 tháng 12 này. Cái kiểu này từ ngày xưa là vẫn bị nhọn nhọn đấy nhỉ? Đây tầm này cũng như vậy, vậy là gì? Khác à? Khác là nhau? Hai bên trên này dài hơn? Em chả biết nữa. Nhìn thế này thì con làm sao biết được thế nào? Nhìn thấy là chỉ... Thực ra nó vẫn như vậy thôi mà. Nó khác với nhau đâu. Nhìn nó cũng tương đương nhau mà, tại vì nhìn thấy cái mỗi cái form đầu ở bên trên, còn xung quanh đâu có thấy gì đâu. Trời, vẫn vậy thôi, vẫn là một kiểu mà cảm thấy có khác gì bây giờ đâu. Quan trọng là anh thích thế nào chứ còn nhìn nhìn vậy thì nó cũng ngang ngang nhau. Đây nhìn thẳng đây anh thấy cái nào chưa được hay là thích kiểu ngắn hơn hay là trắng hơn như nào thôi. Còn nhìn mà để nhìn trong gương thì nó cũng gần như nhau. Đây thì là một cái form đầu thôi mà.
đầu thì cũng chỉ như vậy. Cái đi cái lại thì xung quanh cũng vẫn chỉ trắng, trên ngắn đi. Nó đầu khác với rồi. Cạo râu luôn không? Họ cứ cạo qua cho em mặt cạo. Rồi, nên